491. Anh em nghĩ là tôi phá cái kèo này. Chỉ có 200 người tin tôi thôi. Nói đồng chuyện thực sự là chơi. Chơi. Đây rồi, đi vào một nào. Mở. Để xem. Ui xuống hết. 108 đây rồi. À, đấy công chuyện rồi. Quả level 1 này mình ghi cái lead bomb riêng nhé anh em nhé. On quá nhỉ. Đứt à? Ô crut. Một kèo có thể sử dụng được luôn. Tony Cruz. Ờ, cái gói ôn này sao bịp thế? Con này xài được nè. Mỗi tội nó không liên quan gì đến con Suarez à. Ảo nhờ. Thế thì mở cái TOTS. Ra còn Messi nữa này. Build Paris xanh rất mạnh luôn. Bịp vãi. Thật không ạ? Chịu luôn á, nick này ra tôi mình đây, tôi đúng là khép hết lại rồi. Mở. Nào. Số 19. Kulum. Cái gì? Kulumbula. À Kukulera. 111 à. Ra hẳn 96 lận. Kukulera. Không chê. Mày đá được này. Liver 1 mở ra rô béo. Đấy đơ rồi đấy. Đấy các bạn cứ nhâm nhanh nháy. Khi nào đơ phát á, các bạn mở chắc chắn là cầu thủ ngon. Các bạn tin không? Mở. Boom. Dây đen. Dây đen. Dây vàng số 9. Ikani William. 11 tỷ. Được nè. 119 ạ. Được. Ngon mà. Và cop mình nghĩ là phiên bản này chắc là sẽ ổn đó. Rồi. Chả nhẽ lại là trao bung quang nữa thì chịu á. Không phải. Đề sai ly à? Quả đề sai ly thứ hai trong ngày hôm nay. À. Cúp 30 là đề sai ly. Tôi lại nghĩ đến việc tôi đập cục 3 tôi bán cho bạn ấy được 30 tỷ đấy. Rồi ok. Gói cuối cùng nha anh em nhá. Mở. Đéo hiểu. Phải ra nhiều thế. Đã xuống giá mà không. Nhưng mà sao mình mở ra nhiều thì có. Này trước nay có nhiều ông mở không vậy? Tôi hỏi cái. Có ra nhiều trang bung cu vậy sao tôi ra nhiều ấy nhở? Tính ra lấy cái này mà ra là mấy con theo ấy là đét ngon lắm. Chắc chắn trong này có rồi. Ừ.
ngon nhất là RLB với lại GK. Silva kiểu vào đi. Đấy. GK đi hoặc là mày hậu vệ các kiểu đi cho dễ chơi cái kèo này nè. Ô Cancelo đẹp luôn, đẹp luôn. Rồi, như thế là giải quyết được bài toán hậu vệ cánh phải. Ồ, tính ra mình lấy gói cộng 8 này cũng được á, chứ thay vì mình lấy gói Notaza nhỉ. Đấy. Bây giờ cái vị trí thủ môn này thì thoải mái rồi, có thể chơi đúng Navas cũng được. Đẹp quá nhỉ. Đấy, con hậu vệ cạnh cộng 8 này. Lỗ tiền. Ui, 300 tỷ. Nghìn tỷ. Ôi, cả nick tới công chuyện. À nhầm, à, đập thẻ rồi anh em ơi. Ôi giờ. Ui, Ronaldo 21TS. Cháy sườn nha. Ramos, Marcelo, Cruz. Trời. Tới công chuyện số 2 à. À. Và ra Müller. Bác ơi, cứ lên đã rồi tính sau. Trời ơi. Trời. Về một. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đập Gullit nhé các bạn nhá. Veron này hơi tốn phôi đấy. Ây da. 38 tỷ bắt đầu từ bây giờ sẽ là những kèo siêu khủng. Veron. Nhạc căng thẳng vậy anh trai ơi. Trời. Veron lên 7. À, về 2 rồi. Chết mẹ. Bắt đầu từ thời điểm này sẽ là những kèo 8. À, Jerome Boateng. Xong rồi. Có khi nào? Trời. Lên luôn. Về 4. Lấy cái bài nhạc cái nào. Ô, sau kèo này là bắt đầu đến con to luôn á. 491. Anh em nghĩ là tôi phá cái kèo này. Chỉ có 200 người tin tôi thôi. Thấy đồng chuyện thực sự rồi. Trời. Từ từ đã. Rồi xong hết những gì mình mua về mồi rồi đó. Oh. Con này thì Ui giờ có nhìn thấy phôi mấy con này căng. Đây rồi. Tampu Tupoka anh em ơi. Oh. Về bờ không đây. Vara ơi cứu anh Vara ơi. Cứu chủ áp nữa. Ôi không chịu được sự rồi. Trời. Ba 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 ba.
Và ra đây rồi. Tới câu chuyện Mạnh Quang này. Alo, đâu rồi? 200k ông vote thịt đâu rồi? À đâu, 200 các ông vote lên đâu? Ăn mừng đi các ông, cho 491 ông vote thịt. Đi chơi đi, đi ra ngoài chơi bên dế đi. Trời ơi, quang tay thơm. Lần thứ hai ra ra. Ui thối tài khoản gì bác ơi, hôm sau bác donate em sao được cái gì đâu. Donate là em chứ. Cảm ơn Phú nhá. Đấy không chuyện này. Mỗi cái dây nó chuẩn gì như vậy cơ mà. 10 con. Nó này giữ lại anh ạ. Khóa vào anh ơi, khóa cầu thủ vào, không may mất nick đấy. Mà tốt vào anh ơi, thằng nào mời đá giải đừng đá nhá.